thiết huyết đăng tâm. Nhị sư phụ, nhị sư phụ, nhị sư phụ à. Đúng là lấy được con rùa rồi. Này tiểu đệ, sao lại bắt huynh vậy? Đệ đã nói rồi, nếu huynh đuổi đệ đi, trước sau huynh cũng hối lỗi. Này này này, mấy ông muốn sao đi? Hay là để tôi tát cho nó mấy tát nè. Mấy ông đã nói đem nó gặp Dương gia mà, lúc nào đem người sống cũng tốt hơn là đem người chết. Còn nữa, tôi muốn hành hạ nó. Sao không trả thù huynh rồi bán huynh luôn đi? Đệ đã nói rồi mà, trước sau huynh cũng phải xin lỗi đệ. Huynh có muốn đệ thả huynh ra không? Nói tiếng xin lỗi đi. Tại sao phải xin lỗi? Ba người kia sẽ khử huynh. Huynh không sợ? Không sợ chết. Như vậy nha, trước khi huynh chết á, tốt nhất huynh nói chỗ ở của mẹ huynh đi. Tại sao vậy? Có gì đâu, vì để đem cái đầu đến cho mẹ huynh cũng không lạc đường. Để huynh có chịu nhận lỗi hay không, hay là chờ mẹ huynh đến nhận xác? Xin lỗi. Nó lớn lên để nghe không rõ. Huynh xin lỗi. Vậy sau này huynh có dám đuổi đệ không? Không dám. Ê, mới thả ra là muốn đi một mình rồi. Ba thằng kia còn ngoài cửa kìa, theo đệ đi. Hả? Người đâu sao không thấy? Mau đuổi theo. Đuổi theo. Nhanh lên. Điều. Thì ra đệ đã chuẩn bị sẵn hết rồi hả? Ừ, nè, huynh coi kìa, sao con người ướt rồi đó. Nè, khi đệ kêu huynh chèo, huynh cứ chèo nha. Huynh đâu có biết chèo đâu. Trời ơi, chèo hết mình là được rồi. Nè, nè, đó, bắt đầu nha. Chèo. Hay quá, hay quá. Đáng đời, đáng đời, đáng đời. Đúng rồi, đúng rồi. Đuổi theo. Nè, chèo, mau lên đi, mau lên. Tụi nó rớt xuống hết rồi nè. Dung đệ, tại sao để biết cái cầu này sẽ bị sập vậy hả? Không nói cho huynh biết. Bây giờ huynh cảm thấy đi chung với đệ thật sự rất là vui. Con người của đệ nói sao ta? Đồ quỷ sứ hả? Phải rồi, không phải, huynh không phải nói đệ. Huynh nói sao cũng được, đệ không giận huynh đâu. Huynh nhớ rồi, ý huynh muốn nói đệ vui vẻ. Nói chung á, huynh cảm thấy rất vui. Thật hả? Nè, hay là vậy đi. Ừ. Chúng ta kết nghĩa An Đát đi. An Đát hả? Là cái gì? Cái gì vậy? Giống như là mấy người nói anh em kết nghĩa gì đó. Huynh thật sự muốn kết nghĩa với đệ? Ừ. Đệ dơ bẩn như thế này, đi chung với đệ huynh bị người ta cười cho. Huynh không sợ? Đệ sẽ xài hết tiền của huynh đó. Thì ít một chút là được chứ gì. Bộ có ma quỷ hả? Làm gì mà có ma? Chắc là sư phụ của Hoàng Hà Bá Nguyễn Hào Thanh Thiên chứ gì. Huynh có biết bơi không? Huynh không có biết bơi. Ê, nè, 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 nè. Ê, nè, huynh đứng ở đầu xuồng đi, gặp nó là đập liền. Yeah.
ghé vô lửa đi. Ha, kéo hồ tôi không ngờ đâu. Trấn này tuy nhỏ nhưng mà náo nhiệt thật. Nè, tụi mình đi đâu chơi đi? Đệ đó, chỉ biết đi chơi thôi à. Để tìm quán trọ nghỉ trưa đã. Ông làm ơn bán cho tôi một bình rượu đi. Ờ, à, được. Nè. Chuyện gì? Con gái như vậy có gì đâu mà nhìn. Bộ đẹp lắm hả? Ờ, à, cổ không đẹp. Vậy ăn mặc như để là đẹp đây. Lắm hả? Đa tạ ông. À, không có gì. Huynh tưởng cô ấy đẹp lắm hả? Biết đâu chừng bên ngoài thì đẹp, bên trong nè. Thì thúi quắc đó. Đa tạ. Tại sao để biết được? Sao để không biết? Để từng học coi tướng mà. Nè, huynh coi kìa. Trán cô ấy trông hơi tím, chân mày thì thưa, lại có cặp mắt đào hoa. Rõ ràng dâm đảng là đàn ông nào cũng được. Nè, để đừng sỉ nhục người ta có được không? Ờ, à, huynh không tin đệ hả? Được, để đệ thử cho huynh coi. Nè, nè, nè. Nè, cô nương, sao mà đi vội quá vậy? Một mình uống rượu hả? Buồn lắm. Hay là để tôi uống chung với cô nha. Uống cho vui. À, à. Thấy chưa hả? Đã nói đừng làm bậy rồi mà. Nè, đánh tức là yêu. Quên coi đệ nè. Cô nương à, thật không ngờ lúc mà cô giận đó lại càng đẹp hơn nữa. Trời ơi. Nè cô nương à. Trời ơi, sao đánh người vậy? À, không biết nữa vậy. Hiểu lầm thôi. Tự nhiên đánh người ta. Ở sao kỳ cục vậy? Tự nhiên đánh người à. Ê, cuối đường rồi. Mấy con chạy đi đâu nữa? Nè, ngươi là ai vậy? Đuổi theo. Ê, khinh công của hắn cao hơn gấp 10 lần, làm sao mà rượt kịp? Vậy ta phải làm sao đây? À, loại rắn này đã thấy qua rồi. Sư phụ nói là du ông bạch. Bạch cái gì sơn nuôi đó? Bạch Đà Sơn phải không? À, phải rồi, phải rồi. Theo huynh nghĩ ông đó chắc chắn là Âu Dương Phong, chủ nhân của Bạch Đà Sơn rồi. Huynh thật là ngốc. Âu Dương Phong đã 50 mấy tuổi rồi, còn người này có 20 mấy tuổi là cùng. Huynh mặc kệ hay là Đông Tà cũng vậy, Tây Độc cũng vậy. Nói chung là phải cứu cô ta về mới được. Nè. Nè nè nè, huynh đi đâu vậy? Thì đi cứu cô ta về chứ đâu. Nè, có phải là huynh thích cô đó lắm không? Huynh mới gặp cô ta có một lần, làm sao thích được chứ? Nếu huynh không thích cổ, tại sao huynh cứu cổ vậy? Tại sao để ngang ngược quá vậy? Thấy người chết không cứu được sao? Nói như vậy là huynh không thích cổ rồi. Đương nhiên là không rồi. Thôi được, nếu vậy thì để đi theo huynh, coi có ráng cứu được cổ không. À. Nè cô Huynh. Nè, đại thúc, đại thúc. Thật ra có chuyện gì vậy? Có chuyện gì từ từ hẳn nói. Cây côn của thúc nguy hiểm lắm đó. Tiểu nhị. Ừ, dạ. Có phải ngươi chính mắt thấy hai người này dẫn con gái ta đi không? Dạ, dạ đúng là hai người này rồi. Làm phiền ngươi. Các ngươi hãy nói ra, các ngươi dẫn con gái ta đi đâu? Con gái của thúc là ai vậy? Còn là bộ sao? Nè đại thúc, xin thúc bớt giận. Câu chuyện là như vậy, con gái của thúc thật sự đuổi chúng tôi tới hẻm, nhưng mà không phải tụi tôi bắt cô ấy đâu, có người khác bắt rồi. Các ngươi đừng có nói dối. Nếu các ngươi không nói cho ngài, ta sẽ đâm một cái cho nó chết. Ơ, này đại thúc à, đại thúc đã hiểu lầm rồi. Con gái của đại thúc. À, con thúc đằng kia kìa. Chạy đi. Dám lừa ta sao? Ai, đi, mau, mau. Đi, đi. Trời. Cha của cô nương đó sao mà dữ quá vậy? Huynh cẩn thận đó, cái trấn này nhỏ lắm, bất cứ chỗ nào ông ta cũng kiếm được. Hả? Nói cho cùng cũng tại đệ đùa giỡn quá trớn,
mới ra nông nổi này thôi. Bây giờ phải làm sao đây? Sợ cái gì? Bất quá mình kiếm con ta lại cho ông ta. Kiếm hả? Rộng thênh thang như vậy biết kiếm ở đâu chứ? Huynh thì khỏi nói, cũng kiếm không được. Nè, con rắn này dẫn đường mình đó. Con rắn này hả? Ừ. Loại rắn này không phải rắn thường, cho ra một loại thuốc quý là mộc liên tử. Có thật không vậy? Nè, quyền đơn mộc liên tử. Nè. Đa tạ. Sao rồi? Mua được rồi. Bữa nay chỉ tìm được hai người. Chỉ có hai người coi bộ được rồi. Ừ. Bây giờ đã trễ, tao quay về gặp thiếu chủ nhân đi. Được. Ai đó? Hình như có người đang theo dõi chúng ta. Ừ. Họ không dám đụng đến thiếu chủ nhân ta đâu. Ừ. Bây giờ trễ rồi, về thôi. Được. Cô nương, theo tôi nghĩ cô đừng hao sức nữa. Ngươi là ai? Ngươi hãy thả ta ra ngay đi. Từ ngày ta tới trấn này, tất cả đã bắt được 50 cô nương rồi. Nhưng mà những cô nương ta mời vào phòng kính này chỉ có 3 cô mà thôi. Bộ cô không thấy hãnh diện hay sao? Vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn gì hả? Cô là một người thông minh, chắc là cô hiểu ý của ta chứ. À, ngươi còn dám đụng tới ta, ta sẽ cắn lưỡi tự tử cho coi. Cô hãy yên tâm, vì ta có cái thói quen là không bao giờ ép buộc người khác cả. Vậy bây giờ ta phải luyện công. Trước khi ta trở về đây, mong cô nên suy nghĩ cho kỹ ha. Ngươi đừng có hòng. Thật sao? Ê, rắn con, rắn con, sao mà mau đói quá vậy? Vừa ăn xong một liên tử mà. Hay lãng dây, chờ khi cô nương này đã có quyết định cũng chưa muộn, có được không? Đi mà, đi, đi mà. Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ. Cả ngày chỉ kiếm được có hai người hả? Dạ, dạ phải. Hả? Hả? Các người là ai? Hèn chi biết bao nhiêu người mất tích, thì ra là bị các người bắt hết vô đây. Lên. Thì ra là ngươi. Đừng nói nhiều, chạy mau. Khỏi đó. Khi đã vào sân trại của ta, đâu có dễ dàng gì mà chạy ra được chứ. Nguyễn Dĩ Dấp. Bây giờ ngươi biết ta là ai rồi đó. Cô để. Để không sao chứ? Không sao. Cô nương, cô nương à. Hey. Dừng tay. Cho bọn họ đi. Đi. Chủ nhân, tại sao lại tha cho chúng nó? Những người đã mang Nguyễn Dị Giáp chắc chắn là có quan hệ mật thiết với Đông Tào Hoàng Dược Sư. Dù là người của Hoàng Dược Sư, nhưng võ công của công tử... Đúng vậy. Nếu ta muốn giết họ, tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà ta không muốn đụng tới Hoàng Dược Sư. À, chuyện này lạ thật đó. Tại sao người mặc áo trắng chịu tha cho chúng ta vậy? Sợ đệ chứ gì.
Sợ đệ hả? Chắc sợ mùi hôi của đệ chứ gì. Hơ, Quỳnh á. Ừ. Cô nương à. Cô nương. Chết rồi, đã lâu rồi vẫn chưa tỉnh. Chắc là cậu bị thương rất là nặng. Quỳnh cứ yên tâm, cô ấy bị sức dội thôi, một lát sẽ tỉnh. Quỳnh cũng mong là vậy. Hơ, nè, nè, để lau cho cô ấy. Nè thôi đừng, miếng vải này dơ quá, đừng lau nữa. Nè, trong gói đồ của Quỳnh có hai miếng bánh phải không? Mình ăn rồi tính sao. Nè. Nè, còn Quỳnh thì sao? Quỳnh hả? Quỳnh còn dư một cái, tính là để cho cổ ăn. Quỳnh vẫn còn no lắm, cho nên Quỳnh hứa với đệ, Quỳnh không thích cổ, đệ mà chịu giúp Quỳnh à. Ừ. Quỳnh có nói là thích cổ đâu. Đệ lạ thật nha. Tại sao đệ cứ nói là Quỳnh thích cổ vậy? Mà nếu thật sự là vậy cũng có liên quan gì tới đệ? Nói tóm lại Quỳnh không thể để đệ một mình được. Nè, thằng khờ, đệ là con trai mà, phải rộng lượng một chút chứ. Đừng học theo con gái có tính hẹp hòi như vậy biết chưa. Đệ chưa thấy ai ngốc như Quỳnh vậy đó. Quỳnh cũng chưa từng thấy qua người hẹp hòi giống như đệ vậy. Con trai với con trai có gì phải ghen chứ. Để đừng làm bộ mặt một đống như vậy nữa. Nè, đem ra ngoài giặt cho sạch đi, rồi đem vào lo mặt cho cổ được chưa. Để không đi đâu. Nè. Quách Tĩnh à. Quách qua đi. Qua đi. Cô à, cô rất giống một người bạn của tôi. Chắc là không phải đâu. Tính của tôi rất là hẹp hòi, sao giống người bạn của Quỳnh được. Còn nữa nha, con người của tôi á, ăn rất là nhiều nè, ăn hết tiền của người ta nữa. À, thì ra cô là ăn nhiều, ăn mày con. À, thì ra cổ là Hoàng Dung. Ờ, Quỳnh đúng là ngốc mà, quen muội bấy lâu nay mà lại không biết muội là. Nè, Hoàng của đệ. Ờ, không phải, Hoàng của nương. Kêu Dung đi. Muội, muội mong gặp được người như Quỳnh từ lâu. Người này sẽ đối xử với muội rất tốt. Rốt cuộc muội đã tìm được. À, cũng chính vì như vậy mới bỏ nhà ra đi hả? Ừ. Thật ra muội là người của xứ nào? Xứ của muội cách đây rất xa, chỗ đó có suối trong cảnh đẹp, hoa đào trồng đầy dương. À, nếu vậy chắc đẹp lắm. Đúng, cảnh thật là đẹp. Tiếc là những cảnh đẹp này không mang lại được tình cảm cho muội. Hoa đào cũng không biết nói chuyện nữa. À, vậy muội bỏ đi khơi khơi như vậy sao? Bộ không sợ cha muội lo lắng hả? Ông ấy không thương muội sao? Cha muội thương muội thật nhiều. Bất cứ là cái gì
cha muội cũng kiếm về cho muội. Vậy tại sao muội? Rất tiếc là cha muội không hiểu được tâm sự của muội. À, còn cô nương đó ra sao? À phải hả? Chúng ta về trước đi. Ừ. Sao lâu rồi vẫn chưa tỉnh? Ừ, phải đó. Đại thúc. Đại thúc. Thì ra người giấu còn tại đây. Đại thúc. Đại thúc hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Chính mắt ta thấy mà. Đại thúc, thúc nghe con giải thích đi. Giải thích cái gì? Nếu thúc không ngừng tay, con sẽ không để mặt đâu. Đừng đánh nữa mà. Niệm Từ, con không sao chứ? Con không sao. Cha, cha đã hiểu lầm rồi. Không phải là hai người này đâu. Hả? Con đã bị người mặc áo trắng bắt đi. Hai người này đã cứu con đó. Hả? Tụi con nói cho thúc không tin. Con thúc nói thúc thì thúc tin hả? À, hai vị à, xin lỗi hai vị. Không dám. À, bây giờ con trao đứa con lại cho thúc rồi đó. Sau này cô ấy có xảy ra chuyện gì, đừng có đổ thừa con nha. Nè, Hoàng Dung à, mình đừng nói vậy mà. Mình đi. À, hai vị, xin cho hỏi quý danh của hai vị. Con là Hoàng Dung. À, xin hỏi tiểu huynh đệ này. Huynh ấy tên là... Con... Trời ơi, thú hỏi nhiều làm gì, muốn kiếm rễ hả? Huynh ấy đã có vợ rồi đó. Ý tôi không phải vậy. Huynh ấy không tên không tuổi. Mình đi. Ờ, sao lại giống quá vậy? Cha, có chuyện gì vậy? Đúng là rất giống mà. Nhưng mà chỉ thiếu khí phách hào hùng, tất cả đều giống hệt. Cha, cha nói là vị sư huynh lúc nãy, huynh ấy giống ai vậy? Giống người huynh kết nghĩa của cha. Quách Tĩnh à, nhân lúc mùa thu tới, hay là mình đi Hàng Châu ngắm cảnh mùa thu đi. Huynh không đi được, huynh còn phải về gặp mấy sư phụ của huynh nữa mà. Sư phụ mà cần gì gặp? Ờ, vậy... Nè, vậy huynh chọn một trong hai đi. Vậy gặp sư phụ hay là đi với muội? Huynh... Huynh... Huynh nhất định phải đi. Coi bộ mặt của huynh như vậy, muội muốn thử huynh thôi. Nhưng mà... Thôi được, coi huynh gấp như vậy, chứng tỏ trong lòng huynh vẫn còn nhớ đến muội. Mũi phá thật đó. Đi đi. Hả? Sao thông thiên đến đây chi vậy? Đúng vậy. Nhìn cái tướng ông Lama Tăng kia là ai vậy? Chắc không phải người tốt đâu. Hay là mình đi chọc họ cho vui. Nè, thôi đừng mà. Chúng ta còn phải lên đường. Đừng gây thêm nhiều chuyện nữa. Cũng được. Còn như mấy người hơn đó. Sao huynh thượng nhân, rất vui mừng được gặp lại hai ông. Đa tạ công tử. Mời hai vị ngồi. Ngồi. Thúc của ngài dạo này sao rồi? Thúc ta còn ở trên Bạch Đà Sơn bế quan luyện võ công để chuẩn bị cho Hoa Sơn luyện kiếm. Theo ta nghĩ, cáp mô công của Âu Dương Phong chắc có nhiều tiến bộ lắm. Thượng nhân quá khen. Xin hỏi công tử, Dương gia triệu tập chúng tôi đến Dương phủ, không biết là có chuyện gì hay không? Tôi cũng không được rõ cho lắm. Nhưng mà những cao thủ được Dương gia được gọi lên chắc chắn sẽ đảm nhận những chức vụ nặng nề. Rất tiếc là tôi chưa mang được món quà đặc biệt để tặng cho Dương gia đó.
Ý huynh là... Đương nhiên là đầu của Quách Tĩnh rồi. Nè, thực ra Quách Tĩnh này cũng không phải khó đối phó. Nhưng mà cái người đi theo Quách Tĩnh thì... Không lẽ công tử đã thấy mặt hai người này? Đúng vậy. Hôm qua bọn chúng tới đây để phá sơn trang của ta. Vậy tại sao công tử không... Cái tên đi theo Quách Tĩnh toàn sử dụng võ công tà môn, cho nên ta cũng chẳng làm được gì. Công tử à, có biết rõ lai lịch của người này hay không? Ta cũng chưa được biết rõ lắm. Thứ lợi hại nhất trong võ công tà môn Kim Quốc, đương nhiên phải nghĩ tới Hoàng Dược Sư trước. Trừ khi đó là hậu vệ của Hoàng Dược Sư. Không thể nào. Hoàng Dược Sư không thể nào có người đệ tử như vậy được. Quế Bình ta nghĩ không ra. Trong phái tà môn hiện nay, còn ai có thể thắng được ta nữa? Ý của thượng nhân là... Nếu bọn họ còn ở chung quanh đây, Bần Tăng thật sự muốn gặp một lần. Thượng nhân thật có ý như vậy thì quá tốt rồi. Chúng nó chắc chắn chưa đi xa lắm đâu. Bạch Y Hổ Pháp. Dạ. Ngươi lập tức cho người mau đi dò hỏi. Bây giờ hiện tại bọn họ đang ở nơi nào? Xuất phát ngay đi. Dạ. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Quách Tĩnh ơi, cứu muội đi! Cứu muội! Quách Tĩnh ơi, cứu muội với! Hoàng Dung à! Hoàng Dung! Ủa, có chuyện gì? Vậy? Cứu muội! À, không biết có chuyện gì nữa. Hả? Sao la lối dữ vậy? À. Cứu muội đi! Trời ơi! Con rắn! Quý đừng vô nha! Trong này có nhiều rắn lắm! Hoàng Dung à! Quý giờ cứu muội nha! Cứu muội đi! Quách Tĩnh ơi! Nhà huynh coi chừng đó! Vô trong này chết luôn đó! Cứu muội đi! À, nè! Nè! Trời ơi! Trời quá! Hoàng Dung! Hoàng Dung! Muội không sao chứ? Hoàng Dung à! Hoàng Dung! Hoàng Dung à! Hả? Muội! Muội! Con rắn đó đâu có độc đâu! Huynh cỡ gì phải sợ chứ! Ôi trời ơi, nhìn gì nhìn gì, mất thời gian đâu á. Thì ra chỉ là nhỏ lâu đó, gì cũng có vậy. Thiệt trời ơi, xin lỗi nha, hết hồn đã làm phiền mọi người rồi, xin lỗi hết hồn rồi, xin lỗi. Thiệt trời ơi, đừng giận tôi nữa, đi ngủ rồi thôi vậy, quá chán quá. Mùi Dung à, lần này mùi lại giỡn trò gì nữa vậy? Muội thử huynh thôi, có gì đâu. Nhưng mà lần này huynh làm muội vừa ý lắm. Dù sao muội cũng biết được huynh vì muội mà không tiếc tính mạng đó. Muội đúng là quá đáng mà. Tại sao huynh chửi muội? Hoàng Dung à, muội thật sự rất đa nghi và quá ganh tị. Nếu như muội đã không tin huynh thì chúng ta có tiếp tục như vậy cũng đâu có ý nghĩa gì nữa chứ. Quách Tĩnh à, huynh giận muội thật sao? Muội làm như vậy có lẽ hơi quá đáng. Vì muội lớn lên trong hoang đảo, ngoài cha muội ra chỉ có người hầu mà thôi. Muội chỉ cần một người tốt đối với muội. Muội rất sợ. Muội sợ huynh gạt muội. Có một ngày huynh sẽ xa muội. Hoàng Dung, huynh có trách muội không? Dạ bẩm thiếu chủ. Sao rồi? Chúng tôi đã tìm ra hai người này ở quán trọ Phi Thương Lầu. Và theo lời của tiểu nhị thì tối nay chúng sẽ trả phòng và lên đường ngay. Tốt, tôi đi tiêu diệt bọn chúng. Được. Hey. Hãy tính kỹ trước. Âu Dương công tử, địa hình xung quanh đây thế nào vậy? Trấn này không lớn lắm, có mấy rừng cây xung quanh, là chỗ chúng chắc chắn sẽ đi ngang.
Vậy thì được rồi. Bần tăng phải làm cho Quách Tĩnh và tên tiểu tử kia chôn thay trong mũi cây này. Không biết thượng nhân có ý kiến gì? Bần tăng nhìn lên bầu trời, biết đêm nay nhất định sẽ có sấm sét. Quách Tĩnh à, sau khi huynh về gặp sư phụ rồi, huynh có tính toán gì không? Thì huynh đi đọ sức, sau đó đi tìm kẻ thù để trả thù cho cha huynh. Làm xong mấy chuyện này thì sao? Làm xong hết mấy chuyện này hả? Ừ. Huynh sẽ về Đại Mạc thăm mẹ của huynh. Tất nhiên là dẫn muội đi theo luôn rồi. Thật hả? Ừ. Nhưng mà muội nhất định không được phá đâu. Đừng làm phiền tới mẹ của huynh biết chưa? Bộ muội phá lắm sao? Cũng vừa vừa thôi. Nghe huynh nhắc tới Mông Cổ hoài, Mông Cổ có vui không? Ở Mông Cổ tất nhiên là sẽ không náo nhiệt bằng ở đây rồi. Nhưng mà bãi cỏ ngàn dặm, mảnh đất hải hùng. Muội mong được đi ngay bây giờ. Sa mạc đâu có nhà cửa. Vậy mình ở chỗ nào? Muội không cần phải lo lắng, huynh đã nghĩ sẵn rồi. Nè, chỗ ở của mẹ huynh cũng đã hư hết rồi. Chúng ta sẽ làm một cái nhà khác, đủ cho ba người ở, muội thấy có được không? Tốt lắm, tốt lắm. Muội cũng giúp huynh nha. Cũng được. Thấy mùi cũng giỏi. Chờ về tới Mông Cổ thì huynh đi săn liền, cho mùi nếm thử mùi thỏ rừng của Mông Cổ nha. Nè, mùi nói trước nha, huynh đi săn, mùi cũng đi theo đó. Mùi cũng đi theo hả? Ở Mông Cổ nhiều báo rừng lắm, mùi không sợ sao? Mùi không sợ. Loại thú rừng này hả, rất là hung dữ. Nó hù một cái cũng không sợ luôn. Huynh chỉ nói chơi với muội thôi. Bởi vì lúc có báo rừng, muội không cần phải sợ, vì có huynh bảo vệ cho muội rồi. Huynh hả? Hả? Muội không tin hả? Nói cho muội biết nha. Lúc còn ở Mông Cổ, có một lần á, huynh lúc đó đang chăn cừu, tự nhiên có một con báo tập kích huynh. Huynh lập tức cầm con dao, sau đó huynh chém như vậy. Hả? Chuyện gì? Rồi sao nữa? Rốt cuộc thì huynh giết con báo đó phải không? Quách Tĩnh. Quách Tĩnh. Hả? Huynh nhất định có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra rồi? Tại sao huynh giấu muội? Chúng ta đã nói sau này sống chết có nhau, có tâm sự gì huynh cứ nói cho muội biết đi. Hoàng Dung à, huynh không nỡ lòng giấu muội nữa. Huynh nói ra đi, cho dù là chuyện gì muội cũng tha lỗi cho huynh. Huynh ở Mông Cổ, thực ra huynh là kim đao phò mã. Nhưng mà từ trước tới giờ huynh chưa từng thích công chúa, là do bọn họ bắt buộc huynh thôi. Huynh không hề muốn đâu. Hoàng Dung à, huynh không phải gạt muội đâu. Huynh Hoàng Dung à, huynh Hoàng Dung à, muội nghe huynh nói đi. Huynh đừng có nói nữa. Trong đời muội ghét nhất là những người gạt muội.
Mấy người mà gạt muội không còn sống trên thế gian này nữa. Quách Tĩnh huynh chưa từng thấy hổ thẹn với ai hết, nhưng mà nếu như muội thật sự không tha lỗi cho huynh thì huynh cũng không còn gì để nói nữa. Muội không muốn gặp huynh nữa đâu. Huynh ra khỏi nơi đây ngay. Đây toàn là trận.